Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay đã trở lại kênh YouTube Lê Khôi Audio, kênh chuyên về âm thanh bài, âm thanh cổ. Trở lại với clip ngày hôm nay, xin giới thiệu với tất cả người chơi một đôi loa cổ thuộc dòng loa của hãng Sansui mắt cáo, một model cũng rất là quen thuộc, đó là Sansui SB2500. Thì cái model này nó gọi là rất là quen thuộc rồi và đã có ở Việt Nam nó vài chục năm rồi. Tuy nhiên những cái đôi loa đẹp và còn thùng xốp thì nó ngày càng khan hiếm. Thì hôm nay Khôi may mắn, gọi là may mắn ha, ship được một cái đôi loa còn thùng xốp đẹp nhưng mà được cái giá tốt nha. Giá Khôi sẽ bán ra cũng giống như không thùng thôi nha. Nên anh em nào mà đang có nhu cầu, đang tìm kiếm á, xem được clip này thì nhanh tay chốt hà nha. Ví dụ như chưa kịp chuẩn bị tài chính, chưa kịp chuẩn bị tiền á, thì anh em có thể nhắn tin cho Khôi để cọc, để giữ hàng một vài bữa cũng được nha. Rồi thì xin mời anh em cùng xem clip với Khôi. Thì anh em đó, ship về thì lúc bén chụp á thì thùng xốp này mình nhìn kỹ anh em, thì về đây á thì có một cái thùng là đúng nè, một cái thùng của nó có một cái thùng nó không đúng. Thì Khôi không biết là của cái thằng nào á nha, của hãng nào á nha. Đó anh em cũng thấy nè, nó của hãng nào đánh số gì đây nè. Thì cái số này là cũng có series rồi vậy nè, nhưng mà nó có nghĩa là nó sẽ là một cái loa khác, của một model khác anh em nè. Có cái chữ CKVG này 0116 gì đây nè, có thể là một của một cái đời khác chẳng hạn ha. Đó, hoặc là nhiều phiên bản khác nhau á đó. Nên là khi ship về thì nó là như vậy ha. Thì Khôi quay đúng như vậy rồi, ok ha. Rồi trở lại quan trọng nhất là cái loa. Thì hai cặp nó chỉ còn có hai miếng này thôi, đây này, hai cái miếng này nè đó, và có một cái áo trùng, cái áo trùng này đây, có một cái áo trùng ha đó. Thì Khôi quay cụ thể cho anh em xem là tình trạng nó như vậy nha. Thì mình sẽ bán cái giá tốt cũng giống như không thùng thôi. Đây này, đây loa này ha. Đó, loa thùng xốp là như vậy. Chỗ này thì có bị vài chỗ, tí xíu chỗ này nữa nha, nhưng mà nằm phía trên thì cũng không sao. Còn lại cần đẹp. Oh sorry này, Khôi mới vừa cái mở cái nắp lưới ra để chuẩn bị quay á, quay luôn không phải dừng máy á. Đây anh em có thể thùng vắt thì đẹp ha. Đó, thùng vắt là rất đẹp, vuông vức các kiểu. Bây giờ Khôi mở ra luôn nha. Anh em xem lại cái lưới đẹp ở đây nha, quan trọng nhất là mình cái lưới thì anh em cứ xem lại cho kỹ. Rồi Khôi sẽ mở ra, logo còn màu vàng rất đẹp luôn này. Đây anh em ha. Đó. Ok ha, bây giờ Khôi sẽ tháo lưới nó ra. Đây, đó. Nó có xít bằng 4 con ốc nè, 4 con ốc nha. Đấy. Thì mình sẽ tháo từ từ ra, đây nó cùng xem. Đó, phía trong này, đó. Phía trong là còn rất là đẹp luôn. Thùng xốp thì chắc chắn là đẹp rồi. Ok, Khôi bỏ xuống. Giờ cái thứ hai. Đấy, mình ốc nó còn đầy đủ nha nè, nhưng mà Khôi tháo ra trước á, để mình quay cho nó tiện á, khỏi mất thời gian á. Tại vì dừng lại thì nó mất thời gian thêm anh em nha. Giờ mình tháo nó ra. Cái bên này tháo chưa hết nè. Ok, còn một con nữa là xong. Rồi đây nè. Đấy. Ha. Đây, mình tháo ra rồi nè. Rất là tuyệt vời ha. Rồi đây, loa anh em cùng xem. Đó. Rất đẹp. Tuyệt vời luôn. Đấy. Quá trời đẹp. Đó. Quan trọng nhất là cái mặt loa các thứ đẹp. Gân còn rất là mềm anh em. Chứ không bị cứng nha, không bị khô cứng nha. Đây anh em nè. À, dòng này á là nếu như nó nằm ở ngoài á thì nó sẽ bị khô cứng luôn, còn cái này nằm trong rất là mềm, thoải mái đánh luôn anh em ha. Cứng thì mình dưỡng, cứng thì mình dưỡng gần không có gì hết. Thì các thông số cơ bản các kiểu thì chắc không cần phải nói anh em ha. Dòng này chắc chắn là bát 30 rồi, bát 30, hai lo mic và một lo chép, chấp kèn này đây nha, chấp kèn. Tuyệt vời luôn, nói chung là đẹp. Bây giờ Khôi quay cho anh em xem cái phần hông, phần lưng ha. Thùng xốp nhưng mà quay đầy đủ để mình thể hiện được giá trị của một cặp loa. Đó, anh em cũng xem. Các cái đường vân nó rất là giống nhau. Series nó không có trùng nhưng mà các cái đường vân nó giống nhau lắm nha. Màu nó cũng giống.
anh em về là trưng bày đẹp. Đây, anh em cùng xem hết đầy đủ nha. Đầy đủ. Đó. Ok chưa? Rất đẹp. Còn tem kiểm định luôn nè, tem kiểm định ha. Đây anh em ha, thông số đây này, ba con này bát 30 này. Đó, hai loa mic này, 12,5 này. Một loa chép này, 80W 8 ohm. Độ nhảy cao. Đó, có tới hai cốt chỉnh. Chỉnh mic là chỉnh loa trung, còn hai là chỉnh loa chép, ba nấc ha, ba chế độ. Số series này. Đấy, series này. 9211532. 9211633. Đấy. Đây là rất đẹp. Rồi ok xong ha. Thì chắc cái này cũng không cần phải nghe nè. Thật sự là nhỏ như vậy vì nó là thùng xốp. Thì tới đây có thể chốt hàng được rồi. Anh em nào mà đang có nhu cầu mà tìm kiếm cặp loa như thế này thì hãy alo ngay cho Khôi ha. Khôi bán chỉ bằng với cái giá không có thùng thôi. Đó, chốt hàng mẫu lẻ. Còn mà anh em nào mà muốn gọi là nghe thử các kiểu á thì chờ Khôi sẽ làm clip sau anh em nhé. Muốn nghe thì chờ, nếu như mà sản phẩm còn thì Khôi sẽ làm clip sau, còn nếu như mà đã bán rồi thì anh em nào mà biết chơi á, thì chốt luôn ha. Rồi, Khôi xin kết thúc clip ở đây và hẹn gặp lại.